Chào Thế tướng. Hôm nay chương truyền thay y tới để hỏi về tình hình corona, ta cần bắt mạch. Mời thay y. Có kết quả rồi. Kết quả là sao? Thay y có vẻ kỳ thị ta. Cái này nó không buông ra. Tại vì thay y không hợp tác. Không buông ra không chuyện. Để ta bắt mạch cho thay y cho. Rồi nói đi. Khốn nạn thật. Cuộc đời khốn nạn thật. Bây giờ không còn ai tin ai trong hoàng cung. Để ta bắt mạch cho thấy cho. Chúc mừng, người đã có lòng thai. Của ai? Ta không biết. Hình như người lan chạ với ai trong hoàng cung mà lại có lòng thai như vậy? Lan chạ với ai à? Ừ, viên trai chú. Hai con điên nào vậy? Ôi tỷ, tỷ nhìn kìa, dịch bơi, tỷ. Có nên đạp nó xuống sông không? Tôi cái tivi này nó nội dung nó chán quá, tắt mẹ luôn, tắt. Ôi, bên Hàn Quốc lạnh là phải có cái này. Ủa? Mọi người ơi. Ủa? Gì vậy? Đang làm gì ở đây? Hả? Mọi người đang làm gì ở đây? Nhỏ xà. Gì? Trời ơi là trời. Tôi đang làm gì à? Tôi đang diệt khuẩn. Ê mà cái cảnh này dễ thương quá à. Ê Thìn ơi, anh nhảy kiểu gì vậy? Buồn chúa. Coi chừng trái đầu. Mọi người theo nhạc, theo cái nhạc này nhảy, nhảy đi, xe đi. Như phim à. Ờ, mọi người có định đi chơi không? Chúa nói cứ đứng đây khi nào cháy hết cái đầm này là corona nó không nhập vào người. Trời ơi là trời. Chàng ơi chàng. Ô mọi người ơi, chàng đi, chàng của em đi đâu rồi? Chàng ơi chàng, chàng đi đâu vậy? Chàng chọn địa điểm chụp hình. Địa điểm chụp hình hả? Mà chàng ơi không có thấy đói hả? Đói, đói là muốn. Ờ mà sao ăn trước rồi chụp hình sao? Ừ, đi đi ăn. Ok đi. Đi ăn chị ơi, đi ăn. Đúng rồi, đói muốn chết. Chị có biết chỗ đi không? Đi thẳng vào đây. Đây là cung nữ của triều đình bị giặc. chị ơi nghe nhạc, nghe nhạc xưa chị nhảy thử xem chị. Bây giờ tới chồng, chồng nhảy đi chồng. Vô cái gì? Ôi chồng ơi, cái đó là nhảy kiểu xưa hả? Có mẹ đâu vậy? Gì ta? Ủa là cái gì? Ủa? Ủa chị nó đang làm gì á? Sao? Trời phạt. Cái gì? Đi chợ clip nè. Mà trợ xuống một cái mà phải lôi là đi kéo lên chừng 15 phút rồi mới tới nơi, rồi trở xuống lần 1 5 giây rồi xong xuống tới nơi rồi. Mà được cái là có con vợ. À. Nó trợt mà nó không kéo vào. Mình kéo hai cái đi như tập gym vậy nè. Thì anh nói là anh đang cần giảm cân mà thì em giúp anh thôi, có gì đâu. À vậy hả?
cũng nói còn giảm cân. Hôm qua tập thể dục rồi nên không tập thể dục nữa. Còn anh thì cần chứ đúng không? Ừ, chứ cho là vậy đi. Đi chơi rồi, mệt quá nè. Đi sao gấu? Lo chị ơi, chị sao gấu ơi. Chồng ơi, chồng có thể bưng ba cái luôn không? Mày điên hả chàng? Mày điên hả? Tí rồi. Đây là chồng tôi nè. Đang làm gì ông? Đang làm gì vậy? Xoay cò. Chạy chạy thật kìa, thay đổi ghét. Trời ơi. Chồng nhìn em gái chồng kìa. Đây, vô đây nè. Ai cũng là xuống bằng cái này ha. Rồi, dánh đâu? Dánh đâu xem, dánh đâu? Dánh đâu? Ông chú đang xách phao xuống. Cái gì vậy? Ông chú không dám chơi. Ủa tại sao? Hèn. Trời, sao mọi người không có gì. Nó đi tập thể dục thiệt á anh chị. Nó đi để tập thể dục. Mặt bự quá, mặt định tập cho mặt bớt. Trời ơi kìa. Má tự nhiên là hèn quá. Hèn chơi kìa. Trời ơi má ơi. Cầm lên xuống tới đó rồi còn không chơi. Chơi bên này cũng nít thì anh. Chơi bên này. Nè, mày thấy không? Nước nít nó còn dám chơi kìa. Trời ơi. Hèn dễ sợ hèn. Ôi, trả lại cho người ta đi kìa.